Vở cũ U70 tỏ rõ thái độ sau khi Đàm Vĩnh Hưng công khai con trai ruột cách xưng hô gây ngỡ ngàng. Tối ngày 2 tháng 10, Đàm Vĩnh Hưng tổ chức show âm nhạc để tri ân khán giả đã luôn đồng hành và ủng hộ anh trong suốt 25 năm qua. Tuy nhiên, nhân vật chiếm spotlight của live show này chính là cậu nhóc Florin. Con trai ruột 3 tuổi lần đầu được ông Hoàng Nhạc Viện công khai. Trên trang Facebook cá nhân, giọng ca lâu đài tình ái không giấu nổi niềm hạnh phúc khi chính thức giới thiệu quý tử với công chúng. Rất nhiều sao Việt như Lệ Quyên, Thành Thảo, Mắt Lưu, Hương Giang, Trịnh Kim Chi, Bằng Kiều đã gửi lời chúc mừng tới ông Hoàng Nhạc Viện. Đáng chú ý, vợ cũ U70 của nam ca sĩ Bà Trùm Bồ Xô, Đất Mỹ, Sách Cờ Điền Phạm cũng tỏ rõ thái độ khi hay tin chồng cũ công khai con trai ruột. Trên trang Facebook cá nhân, bà Đen Phạm chia sẻ clip của hai cha con Mr. Đàm không giấu nỗi sự phấn khích. Chúc mừng cha con Đàm Vĩnh Hưng, Polo đẹp trai và yêu quý quá cháu ơi. Thế là Polo đã được công khai với thế giới rồi. Ôi quý quá. Nữ doanh nhân còn khiến rất tình không khỏi ngỡ ngàng trước cách xưng hô với chồng cũ và con trai ruột của anh. Bà cảm thán trước sự kiện trọng đại trong đời ông Hoàng Nhạc Viện, hai cha con Đàm Vĩnh Hưng thực sự quá đáng yêu. Chúc mừng em Đàm Vĩnh Hưng và cháu Polo đã được công khai công chúng thế giới. Được biết, Polo Huỳnh có tên là Huỳnh Đàm Vĩnh Quân, hiện tại đã được 3 tuổi. Có thể thấy rõ tình cảm yêu thương vô bờ của Đàm Vĩnh Hưng dành cho quý tử khi lựa chọn live show 25 năm đánh dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của anh để công khai cậu bé. Suốt sự kiện, Polo được ba Hưng và người thân quan tâm, chăm sóc tỉ mỉ. Nhóc tì sở hữu vẻ ngoài vô cùng dễ thương, có nhiều nét giống Mr. Đàm. Chia sẻ về lý do giấu con hơn 3 năm trời, ông Hoàng Ngọc Viện xúc động cho biết, đối với người bình thường, có con là chuyện hiển nhiên, còn với tôi thì sẽ gây ồn ào, tôi phải giữ bí mật trong 3 năm, đứa con là tình yêu của tôi.